cái xoá hệ niệu này á, thì mình sẽ nói riêng trong cái phần X quang hệ niệu, đó là khi các bạn phân tích cái phim mà KUB là phim chụp thận bằng quang bằng niệu quản ấy. Cái này thì mình sẽ đề cập sâu hơn trong cái phần X quang hệ niệu nha. Rồi, về cái kỹ thuật chụp X quang á, thì tùy vào cái bệnh lý mà chúng ta sẽ có những cái tư thế chụp khác nhau. Ví dụ như là chụp phim bụng thẳng tư thế đứng, chụp phim bụng thẳng tư thế nằm ngửa, và chụp phim bụng tư thế nằm nghiêng trái và TX chiếu song song với mặt bàn. Chúng ta sẽ đi đi vào cái từng cái tư thế nhé. Rồi, đây là cái phim chụp bụng thẳng tư thế đứng, thì cái TX sẽ chiếu vào cái điểm trên trung trên cái đường nối của màu chậu khoảng 3 con ngón tay ấy, khoảng tương ứng với khoảng 5 cm ấy. Thì đây là một cái phim chụp cũng khá là phổ biến rồi. Rồi, cái kỹ thuật thứ hai đó là cái kỹ thuật tư thế bệnh nhân nằm nghiêng trái, TX chiếu ngang. Thì đối với cái tư thế này á, thì ở những cái bệnh nhân mà không không chụp được cái tư thế đứng á, thì có thể chụp được cái tư thế nằm và TX chiếu ngang, thì cũng cho các thông tin về cái các bệnh lý bụng cấp như là ở trong cái tư thế đứng. Còn đối với cái trường hợp nằm ngửa thì cho ít thông tin về các bệnh lý bụng cấp, và cái tư thế nằm ngửa này á, thì thường được chỉ định để theo dõi hoặc là đánh giá cái xoá hệ tiết tiệu. Tuy nhiên trong một số cái trường hợp mà có các bao ruột chướng hơi nhiều hoặc là hơi tự do ở bụng lượng nhiều thì chụp tư thế nằm ngửa này vẫn có thể thấy được. Rồi, ngoài ra thì mặc dù là trong cái phim bụng không chuẩn bị, nhưng mà mình cũng có đề cập riêng đến các bạn là một cái phim ngực thẳng, thì hắn có liên quan đến bệnh lý ngoại khoa. Những cái trường hợp mà có nghi ngờ thủng tạng rỗng thì cái phim chụp phim ngực thẳng tư thế đứng này sẽ đánh giá rất tốt cái liềm hơi dưới hoành. Có một số nghiên cứu cho thấy thì cái phim này có độ nhạy cao hơn so với đánh giá cái liềm hơi dưới hoành cao hơn so với là cái phim bụng tư thế thẳng. Rồi về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với một phim bụng không chuẩn bị thì các bạn phải nhớ là mình phải lấy được hết cái vòng hoành hai bên và cái lỗ bịch và hai cái thành bụng hai bên. Là một cái phim phải thấy được, mình phải lấy được toàn bộ cái ổ bụng như vậy. Rồi, chúng ta đi vào phần tiếp theo, đó là phần cái giải phẫu trang bụng. Cái giải phẫu này thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn một cái số cái mốc giải phẫu trên cái phim X quang bụng các bạn cần phải nhớ. Rồi đứng trước cái một cái phim các X quang bụng thì các bạn cần phải đánh giá cái tạng rỗng này như dạ dày, ruột non, ruột già, bàng quang, các tạng đặc như gan, lách, thận và các đống vôi không phải bệnh lý, là đống vôi bình thường đó, như là vôi hóa của mạch máu này, vôi hóa tĩnh mạch vùng chậu, vôi hóa mạch mạch treo hoặc là vôi hóa sụn sườn. Và có hai cái đường mở các bạn cần phải nhớ, đó là đường mở cạnh phúc mạc và đường mở cạnh cơ thắt lưng. Rồi đây trên cái hình thì mình có thể chỉ cho các bạn nhé. Trên cái phim này thì các bạn có thể thấy là cái bóng mờ của gan này. Để mình chọn cái laser này cho dễ chỉ nhé. Rồi. Đây là cái bóng của gan. Còn đây là cái bóng thận hai bên. Bóng thận. Đây là cái cơ xoát cơ thắt lưng chậu đây. Rồi, trong cái hình này thì đây, các bạn có thể thấy đây là cái bóng của gan này. Cái bóng hơi dạ dày. Cái bóng của lách. Và đây là các quai ruột. Thì làm sao thì để mình phân biệt được cái đó là cái quai ruột non hay là cái quai ruột già. Các bạn để ý thì ruột non nó sẽ thường tập trung ở vùng trung tâm của ổ bụng.
còn ruột già thì sẽ nằm ở ngoại ngoại vi. Và đối với ruột non thì các bạn để ý là các nếp niêm mạc sẽ rất là khít nhau và nằm sát nhau, và các nếp niêm mạc là thường băng hết cái chiều dài, chiều ngang của lòng ruột, băng từ bên này qua thành ruột qua bên kia thành ruột. Còn trong ruột già các bạn nhìn thì các nếp niêm mạc nó sẽ nằm thưa hơn, và băng cái nếp niêm mạc thì thường là sẽ không băng hết cái chiều dài của lòng ruột, nghĩa là không băng hết từ thành này qua thành kia. Đây, ví dụ như trên hình này thì các bạn có thể thấy đây là cái bóng bóng hơi dạ dày này, đây là manh tràng nhá, cái lấm tấm phân này, đây là đại tràng gốc ga, đây là đại tràng ngang, đại tràng gốc lách. Rồi, đây là cái trực tràng, bóng hơi trực tràng. Rồi, hai cái đường mỡ các bạn cần phải nhớ đó là cái đường mỡ cạnh thắt lưng và cái đường mỡ ở cạnh phúc mạc. Hai cái đường mỡ này thì trong những cái trường hợp như là viêm phúc mạc hoặc là tràn dịch bụng nhiều thì sẽ xóa xóa cái đường mỡ này, mình không thấy cái đường đường xám xám này trên phim nhé. Rồi, đây là các vôi hóa bình thường, các bạn sẽ để ý thấy là có vôi hóa của sụn sườn này, hay là vôi hóa của mạch máu hay gặp ở người già đây, cái... hoặc là cái vôi hóa vùng tiểu khung. Thì cái vôi hóa vùng tiểu khung này thì các bạn cần phải phân biệt với cái xoã niệu quản, thì trong bài sau mình sẽ đề cập. Thường thường thì vô hóa vùng tiểu khung sẽ có cái hình tròn, cái nốt nốt hình tròn, và ở trung tâm là có cái vùng thấu quang. Còn sỏi niệu quản thì sẽ nằm theo cái đường đi niệu quản nên thường là sẽ có hình bầu dục và tăng đậm độ cảm quan hơn. Rồi, mình sẽ đi vào cách phân tích phim và các hình ảnh bất thường. Rồi, để phân tích một cái phim X quang bụng không chuẩn bị, mình sẽ hệ thống cho các bạn để cho các bạn phân tích để tránh bỏ sót tổn thương. Thì mình sẽ phân tích theo các chữ cái là viết tắt trong cái từ abdominal X-ray. Thì chữ A, B, D, O và chữ X. Đây là cái cách thì mình làm cho dễ nhớ thôi, và phân tích theo trình tự để tránh bỏ sót tổn thương. Thì A thì mình sẽ đánh giá cái là E, là có nghĩa là hơi bất thường, hơi hơi ngoài ruột ấy. Rồi, đánh giá tiếp theo là đánh giá chữ D, là đánh giá tình trạng của các quai ruột, vị trí các quai ruột, kích thước các quai ruột có giãn không, có xoắn không. Tiếp theo là đánh giá các cấu trúc, các vôi hóa bất thường hoặc là cấu trúc xương. Và chữ O là mình sẽ đánh giá cái các tạng đặc cũng như là các đường mỡ và mô mềm. Và chữ X thì nằm trong cái chữ external object thì mình sẽ đánh giá về các dị vật cảm quan hoặc là các dụng cụ phẫu thuật gì đó. Rồi, mình sẽ đi vào chữ đầu tiên là chữ A. Thì ở đây thì đối với hơi thì các bạn sẽ đánh giá là có những cái bất thường, ví dụ như là mực nước hơi, hơi ngoài ống tiêu hóa thì hơi sẽ nằm ở trong, hơi tự do ở trong khoang phúc mạc, trong ổ bụng, hơi khoang sau phúc mạc, hơi nằm ở tĩnh mạch cửa và hơi đường mật. Đây thì các bạn có thể thấy là hình ảnh của hơi tự do ở trong ổ bụng, biểu hiện dưới dấu hiệu đó là mình xin lỗi, rồi biểu hiện dưới dấu hiệu đó là liềm hơi dưới cơ hoành. Rồi, thì cái liềm hơi này thì tùy thuộc vào lượng khí thì cái liềm hơi sẽ kích thước cái liềm hơi sẽ khác nhau. Rồi ở trong cái phần sau đó là cái phần thủng tạng rỗng thì mình sẽ đề cập đến cái nhận biết cái liềm hơi cũng như phân biệt liềm hơi với các cái loại cấu trúc khác ở trong ổ bụng. Rồi, đây là hình ảnh của hơi ở sau phúc mạc, các bạn sẽ thấy có cái đường sáng bọc quanh cái bờ ngoài của thận. Ở đây là có bọc quanh của cái tuyến thượng thận nữa, và đường sáng dọc theo cái cơ thắt lưng chậu. Là hình ảnh của hơi sau phúc mạc hay gặp trong những trường hợp đó là thủng mặt sau tá tràng hoặc là thủng trực tràng.
Rồi, hình ảnh tiếp theo đó là cái hơi ở trong đường mật trong gan. Ở đây các bạn có thể thấy là cái hình sáng này nằm ở cái vị trí của rốn gan. Thế thì làm sao mình biết được đây là cái hình ảnh của hơi đường mật? Thì mình giải thích qua sơ thì hơi đường mật á thường gặp sau cái các thủ thuật như là hoặc là nối mật ruột này, hoặc là sau các cơ vòng ốc đi, hoặc là trong những trường hợp mà thủng ổ loét tá tràng vào cái hệ mật, hoặc là có trường hợp nhiễm trùng đường mật như là viêm túi mật khí thủng. Thì cái giải thích cái cơ chế để có hình thành cái hơi đường mật này thì các bạn lưu ý là mật á, thì sẽ được dẫn lưu từ các hạ phân thùy trong gan về cái ống gan trái và ống gan phải, sau đó tập trung vào ống gan chung và đổ vào ống mật chủ và sau đó vào tá tràng. Như vậy thì cái khuynh hướng như vậy, chính vì khuynh hướng đi như vậy nên cái hơi của trong đường mật trong gan thì tập trung có khuynh hướng là tập trung ở về phía về rốn gan và có dạng hình nhánh cây như thế này. Ngược lại thì đối với cái hơi tĩnh mạch cửa thì sẽ tập trung ở cái ngoại vi của gan, cái như là phân bố lan tỏa gan, phân bố lan tỏa khắp bề mặt gan như thế này. Thì hơi cái tĩnh mạch cửa này thường mình gặp ở trong nhồi máu ruột hoặc là viêm ruột hoại tử. Và giải thích sơ cơ chế thì hơi sẽ xuất phát từ các tổn thương thành ruột do thiếu máu hoặc là nhồi máu, thì sẽ theo cái tĩnh mạch mặt dây tràng trên rồi đi vào cái hệ thống cửa và sau đó phân bố ngoại vi trong khắp ngoại vi của gan, bề mặt gan nhé. Rồi, một cái bất thường ở trong cái chữ E đó là cái hơi đó nữa là cái mực nước hơi. Thì đây thì các bạn thấy thì ở một cái phim bụng, cái quang bụng đứng bình thường thì mình sẽ thấy một cái mực nước hơi, đó là cái mực nước hơi bình thường hay có, nó là ở dạ dày. Và thường thì ở các quai ruột non thì có từ 2 đến 3 mực nước hơi thôi. Còn ở đây thì có trên 3 mực nước hơi rồi. Tập trung lại chủ yếu ở vùng bụng. Ở cái phần sau đó là cái phần tắc ruột thì mình sẽ bày cho các bạn nhận biết các mực nước hơi và phân tích kỹ hơn về cái hình này. Rồi, tiếp theo là xong chữ A rồi thì mình sẽ đến đánh phân tích cái chữ B, là mình sẽ đánh giá về các quai ruột này, vị trí các quai ruột có bất thường không, quai ruột có giãn không hoặc là có xoắn ruột hay không. Ở đây thì các bạn có thể thấy này. Đây là thì làm sao thì hồi nãy mình cũng có nói sơ đó là cách nhận biết được cái hình ảnh của ruột non cũng như là hay là ruột già đại tràng ở trên phim. Thì ruột non thì các bạn để ý là sẽ tập trung ở cái vùng trung tâm và các nếp niêm mạc nằm rất là xích nhau. Các nếp niêm mạc nằm rất xích nhau và nếp niêm mạc sẽ băng từ bên này thành ruột qua băng kia. Băng có nghĩa là hết cái khẩu kính ngang của cái lòng ruột. Thì cái hình ảnh này là có cái giãn cái quai ruột non. Nếu mà có cái thước đo ở phía bên góc này thì các bạn sẽ đo, thì đối với các quai ruột non thì các bạn lưu ý thường giãn trên 3, các quai ruột dài và trên 6 và cái manh tràng thì trên 9. Các bạn nhớ quy tắc là 3 6 9. Còn đây cũng là một cái trường hợp giãn các quai ruột non này, các quai ruột tập trung ở vùng trung tâm của bụng, các nếp niêm mạc nằm rất là sát nhau và bằng hết cái khẩu kính ngang của lòng ruột. Bên ngoài là cái khung đại tràng xẹp nha. Bên ngoài. Còn đây là một cái hình ảnh của giãn ruột già đại tràng. Thì cái khẩu kính thì mình có thể đo bằng cái thước ở trên cái phim. Nếu mà trong cái phim ở bên ngoài thì sẽ có. Rồi, thì các bạn sẽ thấy ruột già thì các nếp niêm mạc nó nằm thưa hơn. Và nếp niêm mạc nằm thưa và không có băng hết cái khẩu kính của cái thành ruột. Và nếp niêm mạc của, đối với ruột già thì thường nằm ở ngoại vi. Rồi, xong chữ đi rồi thì mình sẽ đến chữ đi, là mình sẽ đánh giá các vôi hóa bất thường hoặc là các bất thường về xương. Thì đây các bạn sẽ thấy là có những đám vôi hóa lấm tấm này nằm ngang mức thắt lưng L2 thì hay gặp trong cái viêm tụy mạn, vôi hóa tụy nằm trong bên cạnh là viêm tụy mạn. Đây thì dễ rồi đúng không? Các bạn sẽ thấy là cái đám đậm độ cảm quan, cái hình san hô nằm chồng với cái bóng thận bên trái. Còn đây cái hình thứ ba này thì không biết trên cái slide, trên cái màn hình của các bạn nhìn có rõ không, chứ thực ra đây là một cái hình là có cái đám đậm độ cảm quan nằm dưới cái bờ sườn á, ở hay gặp bờ sườn bên phải thì mình gặp trong cái sỏi túi mật. Cái này thì thường mình phải kết hợp với lại xương bụng
Biết là các bạn nhìn trên hình có rõ không trên slide, thì hôm nào thì mình có thể gửi cho các bạn slide để các bạn phân tích rõ hơn các hình này nhé. Sợ là khi mà share qua cái màn hình như thế này thì cái nó sẽ mờ hơn, các bạn không có nhìn thấy rõ. Rồi, xong rồi mình sẽ đánh chữ O, thì mình sẽ đánh giá đó là các tạng cũng như là các đường mỡ. Thì đây một cái hình bình thường thì các bạn thấy đây, đây là cái bóng thận nhé, hai bên. Rồi, cái bóng của lách mà. Còn đây là cái bóng mờ của gan. Trong trường hợp này thì các bạn có thấy gì bất thường không? Cái bóng gan nó xa xuống dưới. Đó. Đây là một cái trường hợp gan lớn, thì các bạn kết hợp với xương bụng thì các bạn có thể đánh giá được. Đó, cái bóng gan nó xa xuống dưới khác với ở đây nhé. Rồi, các bạn cần phải nhớ đến mà cái trên cái phim này mình chú ý đến hai cái đường mỡ. Đó là cái đường mỡ cạnh cơ thắt lưng. Đây, cái đường xám ở phía ngoài cơ thắt lưng và đường mỡ cạnh phúc mạc. Thì như lúc đầu mình nói thì trong những cái trường hợp mà viêm phúc mạc hoặc dịch ổ bụng, các đường mỡ này sẽ bị xóa hoàn toàn. Đây, các bạn thấy không, không còn có đường mỡ nữa. Ở đây còn có thêm một cái hình ảnh, đó là cái hình ảnh nemer dưới hoành đây. Cái bệnh cảnh này, cái hình ảnh này thì hay gặp trong cái bệnh cảnh viêm phúc mạc. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu mà xóa mờ cái đường mỡ thì hiện nay thì cũng ít sử dụng lắm, tại vì có những cái phương tiện kỹ thuật khác vẫn chẩn đoán được như là siêu âm và CT. À, tiếp theo mình sẽ đến cái phần chữ X, đó là cái dị vật. Thì đây thì các bạn có thể thấy một cái dị vật cảm quan tăng đậm độ cảm quan, hình tròn bờ khá đều, rất là đẹp, nằm ở cái dạ dày. Còn đây, không biết trên hình các bạn có rõ không? Đây là cái các bạn có thấy có cái cảm quan, dạng cảm quan mảnh ấy, dạng sợi mảnh ấy. Đây là cái clip phẫu thuật sau cắt túi mật. Rồi, như vậy thì khi phân tích một cái phim X quang bụng thì các bạn nhớ phân tích theo cái trình tự mình đã nói, đó là A, B, D, O, X, để cho các bạn tránh mọi sót tổn thương và có hệ thống hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào hai cái bệnh lý thường gặp, đó là cái bệnh lý thủng tạng rỗng và tắc ruột. Rỗng là một cái cấp cứu bụng ngoại khoa rất là thường gặp. Nguyên nhân đó là do cái thủng ổ loét dạ dày tá tràng, vỡ tạng rỗng do chấn thương bụng kín. Về lâm sàng thì các bạn chưa đi học cái bệnh lý thì cũng hơi khó. Thì lâm sàng mình nói sơ qua đó là cái đau dữ dội vùng thượng vị và có phản ứng đề kháng thành bụng. Và đối với thủng tạng rỗng thì cái dấu hiệu trên cái X quang bụng đứng có giá trị rất là quyết định, có giá trị hướng đến chẩn đoán, đó là cái giá trị là hơi tự do trong ổ bụng hay là trong khoang phúc mạc. Rồi, đối với cái hơi tự do trong ổ bụng này thì tùy theo cái tư thế thì mình sẽ có các dấu hiệu khác nhau, như là chụp bụng tư thế đứng thì hoặc là chụp ngực tư thế thẳng đứng thì mình sẽ thấy cái dấu hiệu liềm hơi dưới hoành. Đối với tư thế nằm trong những trường hợp thứ nhiều thì các bạn có thể thấy là cái dấu hiệu Rickler, dấu da chằng liềm, dấu tam giác. Và đây xin lỗi các bạn nha, đây là dấu tam giác thôi chứ không phải da chằng tam giác. Dấu dây chằng bên rốn hoặc là dấu hiệu quả bóng. Còn đối với tư thế nằm nghiêng trái thì x dương ngang thì các bạn sẽ thấy khí động giữa cái bề bề ngoài của gan và cái thành bụng. Rồi về cái dấu hiệu liềm hơi dưới hoành thì các bạn cũng biết rồi, thì như lúc đầu mình chia sẻ thì cái phim ngực thẳng này thì sẽ đánh giá rất nhạy cái hình ảnh, đó là dấu hiệu là liềm hơi dưới hoành. Liềm hơi thì có thể xuất hiện một hoặc hai bên, tuy nhiên thì bên phải thì dễ dễ phát hiện hơn, thì vì cái vòm vành phải nó nằm cao hơn. Và kích thước của cái liềm hơi này, cái bề dày của liềm hơi sẽ tùy thuộc vào lượng khí, thông thường thì khoảng 20 đến 50 ml, các bạn có thể thấy được cái liềm hơi rồi. Và chụp thì thấy rõ nhất là khoảng sau 6 đến 8 giờ sau sau cái thủng tạng rỗng ấy thì mình sẽ thấy rõ liềm hơi. Đây các bạn thấy rồi, đây tùy vào cái lượng hơi thì mình sẽ thấy đôi khi cái liềm chỉ là một cái dải sáng mảnh như cái sợi chỉ đây, hoặc là cái liềm hơi rất là lớn này, đẩy cái vòm hoành lên cao, đẩy vòm hoành phải lên cao.
Rồi. Đối với cái tư thế mà nằm nghiêng trái thì ít chiếu ngang cũng đánh giá được cái hơi tự do trong ổ bụng. Để ý thì trong cái tư thế này thì mình sẽ ứng dụng trong những trường hợp bệnh nhân nặng không đứng được. Các bạn sẽ thấy là cái hình hơi có cái hình liềm hơi, hình hơi tự do tập trung ở giữa cái bề bề ngoài của gan này và cái thành bụng bên phải. Đây là cái hơi hơi tự do trong ổ bụng này. Đây là cái bề ngoài của gan, cũng như là thành bụng. Còn đây á, là cái hình ảnh của cái hoành. Rồi, trong những trường hợp này thì có một số sách cũng ghi nhận là các bạn nên để cho bệnh nhân nằm nghiêng trước trước khoảng 10 phút trước khi chụp để chưa để có thể thấy được rõ hơi hoặc là cánh hơi dịch. Tuy nhiên thì cũng khó lắm, tại vì ở những trường hợp mà bệnh nhân thủng tạng rỗng thì đau bụng rất là nhiều cũng như là thành bụng co cứng thì khó để có thể bệnh nhân nằm yên một chỗ trên 10 phút mà mình vẫn mình mới chụp. Rồi, đối với tư thế nằm ngửa thì như lúc đầu mình nói thì tư thế nằm ngửa thì trong những trường hợp mà quai trục chướng hơi hoặc là tràn khí lượng nhiều thì mình sẽ có các dấu hiệu như là dấu hiệu Rittler thì sẽ thấy được hai bên thành ống tiêu hóa, dấu hiệu tam giác đó là cái hình dạng khí động giữa các quai ruột nằm sát nhau, dấu dây chằng liềm đó, khi mà tràn khí ổ bụng lượng nhiều thì khí sẽ có ở hai bên cái dây chằng liềm á, thì sẽ thấy được cái dấu hiệu là giải sáng ở 1/4 trên phải của cột sống hoặc là dấu hiệu quả bóng. Khi lượng khí quá nhiều mà tụ ở lại ở phần cao của bụng thì mình sẽ thấy mình tương tự như cái quả bóng. Đây mình sẽ phân tích từng cái dấu hiệu lúc nãy cho các bạn xem. Thì cái dấu hiệu Rittler thì đây bình thường cái ống tiêu hóa bình thường ở đây nhé, thì bình thường thì chỉ có khí trong cái ống tiêu hóa thôi nên các bạn sẽ không thấy được cái thành ngoài của ống tiêu hóa. Đó, mình thấy được cái thành bên trong thôi. Trong những trường hợp có khí ở bụng á, đây trường hợp thứ hai này thì có khí ở bụng thì vừa có khí ở trong vừa có khí ở bên ngoài thành ống tiêu hóa thì sẽ tạo cái độ tương phản làm cho các bạn thấy được hai bên thành của cái ống tiêu hóa. Chính vì đây được gọi là cái dấu hiệu Rittler đây. Đó. Rồi trên hình là đây là cái dấu hiệu Rittler này. Rồi. Các bạn có thấy rõ không? Nãy giờ mình lâu lâu mình cũng phải hỏi tí chứ không? Tại vì đôi khi dạy online đi nó cũng có nhược điểm là giống như mình tự nói mình vậy. Không biết là các bạn nãy giờ nghe có hiểu bài không? Hoặc là có thấy rõ mình hình mình chỉ không nhỉ? Các bạn có thể bật tiếng lên để trả lời á. Dạ rõ cô. À, những cái phân tích hình mình chỉ thì các bạn có thấy rõ không? Dạ rõ ạ. À, được rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi mình tiếp tục bài học nhé. Sao nó không bấm được nhỉ? Rồi, mình sẽ qua cái dấu hiệu tiếp theo đó là cái dấu hiệu tam giác. Thì khi mà các quai ruột nằm cạnh nhau ấy và có trường hợp khí ở trong ở ngoài quai ruột ấy, hay khí hơi ở trong ổ bụng ấy, thì các bạn sẽ thấy là bộc lộ rõ được cái thành ngoài của các quai ruột này. Đây, cái thành ngoài của các quai ruột và ba cái quai ruột nằm cạnh nhau nhé, thì nếu mà khí len lỏi vào giữa các quai ruột thì mình sẽ thấy được cái dấu hiệu tam giác. Đây cái hình ảnh mình zoom to ra để cho các bạn dễ hình dung. Các trường hợp các quai ruột nằm cạnh nhau mà có khí len lỏi vào giữa các quai ruột này thì các bạn sẽ thấy được bộc lộ rõ được cái thành quan sát được thành ngoài của các quai ruột. Đó, tạo nên một cái dấu hiệu gọi là dấu hiệu tam giác. Rồi, cái dấu hiệu tiếp theo là dấu hiệu dây chằng liềm. Thì cái dây chằng liềm á, là dây chằng mà gắn gan vào cái thành bụng trước á. Cái dây chằng này là thoái hóa từ cái tĩnh mạch rốn ấy. Thì bình thường thì các bạn sẽ không thấy được. Nhưng mà trong trường hợp mà có khí, khí ở bụng lượng nhiều á, sẽ tạo ra cái độ tương phản làm các bạn thấy rõ được cái trên cái hình này nhá. Đây. Thì các bạn sẽ thấy rõ được hai bên của cái dây chằng liềm do có được do có khí
khí trong khí ở bụng lượng nhiều tạo ra cái độ tương phản, các bạn thấy này trên cái hình này đó, cái dải đây gọi là dấu dây chằng liềm, cũng tương tự hình bánh nén. Dấu chằng chằng liềm thì các bạn có thể gặp là một cái dải mờ ở 1/4 trên của bụng bên phải nhé. Rồi cái dấu hiệu quả bóng, trong trường hợp mà tràn khí ở bụng lượng nhiều ấy thì khí sẽ tập trung lên cái phần cao của bụng. Đó. Một cái tạng còn lại ở bên trong này, các bạn hình dung như một cái quả bóng vậy. Bên ngoài là cái khí, khí động hết phần cao của bụng và chiếm toàn bộ bụng luôn. Rồi, đây là cái dấu hiệu bên rốn, dây chằng bên rốn. Thì trường hợp khí lượng nhiều thì tạo ra cái độ tương phản, làm các bạn thấy được cái dải mờ. Đây, hai cái dải mờ hình V ngược ở khung chậu được gọi là dấu hiệu dây chằng bên rốn. Thế thì trong những cái trường hợp nào mà không phải cái trường hợp nào khi tổng thận rỗng thì mình cũng có thể thấy được liềm hơi du hành, thì vì một số nguyên nhân ví dụ như là những trường hợp mà thủng đến sớm trước 6 giờ thì khi các bạn chụp X quang ngực thẳng đứng thì có thể là chưa rõ, hoặc là do kỹ thuật các bạn chụp chưa đúng, ví dụ như là các bạn chụp bụng nằm thì cũng không thể là tìm được cái dấu liềm hơi du hành, hoặc trong những cái trường hợp mà thủng bít, có nghĩa là thủng mặt sau có giả mạc bao bọc rồi, thì thủng vào mặt sau khoang phúc mạc có giả mạc bao bọc thì các bạn cũng có thể thấy được cái dấu hiệu là hơi trong ổ bụng thông qua cái liềm hơi dưới hoành, hoặc là thủng vào khoang sau phúc mạc. Đây là trong một cái số trường hợp thì mình sẽ không thấy được cái liềm hơi dưới hoành. Rồi, như lúc nãy thì mình cũng nói là để phân biệt được cái liềm hơi dưới hoành thì mình cần phân biệt với lại cái bóng hơi dạ dày hoặc là cái hội chứng Chiellini. Cái đại tràng sẽ nằm xen kẽ giữa cái gan và cái vòm hoành bên phải, hoặc là trong những cái trường hợp áp xe du hành cái này thì ít gặp, hoặc là nhu mô phổi bình thường nằm giữa đáy phổi và cung sườn thì hai cái này thì cũng ít gặp, chủ yếu các bạn phân biệt được với lại cái bóng hơi dạ dày và hội chứng Chiellini. Thì đây là hình ảnh của cái hội chứng Chiellini, các bạn có thể thấy đó là một cái quai trục nằm xen giữa cái vòm hoành bên phải và gan, thì cũng rất dễ nhận biết. Để phân biệt với liềm hơi thì đối với quai trục thì sẽ thấy cái được các nếp niêm mạc trục. Đấy. Còn liềm hơi thì mình sẽ không thấy được. Đây. Liềm hơi thì mình sẽ không thấy được các nếp niêm mạc trục nhé. Còn đây là cái hội chứng Chiellini, mình sẽ thấy được một cái vòng hơi, xong rồi bên trong có các cái nếp niêm mạc thì mình biết đây là cái hội chứng Chiellini, là đại tràng nằm xen giữa vòng hoành phải và gan. Rồi, để phân biệt với bóng hơi dạ dày thì thực ra nếu nhìn quang thì các bạn cũng có thể phân biệt được. Tuy nhiên thì có một số điểm các bạn lưu ý, thì đối với bóng hơi dạ dày cái hay là cái mực nước hơi ấy, thì thường có cái dạng là cái dạng hình tròn, dạng hình nữa được quai trứng như thế này, và cái thành của dạ dày nó dày hơn đó. Dày cái thành trên này này. Còn đối với cái liềm hơi thì hồi nãy cái hình các bạn thấy rồi, không sẽ không có cái thành mọc, không có cái thành dày như thế này nhé. Rồi đối với cái siêu âm bụng trong thủng thận rỗng thì cái hình này thì một cái phần này mình sẽ đề cập sau trong cái phần trong cái bài sau, đó là bài siêu âm của hệ tiêu hóa. Các cái vi tính thì các bạn xem thêm thôi, chứ tại vì trong cái phần đối với cái chương trình hoặc phần chẩn đoán ảnh dành cho bác sĩ đa khoa thì các bạn chỉ cần phân tích tốt được một cái phim X quang bụng là được rồi. Đây như ví dụ như trên cái hình này thì thực ra thì hơi ở trên để phân tích cái hơi ở trong ổ bụng trên phim các lớp vi tính thì có thể phát hiện được lượng rất là ít này, mình chỉ cần mở cửa sổ rộng ra là mình sẽ thấy một cái bóng hơi trên cái bề mặt gan rồi. Trong những trường hợp mà X quang bụng không thấy thì mình cũng có thể chỉ định cái CT này này, đó là mình có thấy một cái bóng hơi nhỏ ở trên bề mặt gan, trường hợp này là tràn khí, cái lượng khí rất là ít ấy. Rồi. Mình sẽ đi vào cái bệnh lý thứ hai, đó là cái bệnh lý tắc trục. Sơ cho các bạn đó là tắc trục là sự ngưng trệ lưu thông của các chất trong lòng ruột. Thì mình sẽ phân loại đó là tắc trục non hay tắc trục già, và cái cơ chế tắc đó là tắc trục cơ năng hay còn gọi là liệt trục hay là tắc trục cơ học. Thì đối với tắc trục cơ năng
hay còn gọi là lì chuột ấy, thì thường là không có nguy cơ tắc nghẽn. Gặp sau có trường hợp ví dụ như đau bụng hoặc là các bạn bị chấn thương hoặc là liệt trục sau mổ, như vậy nhớ là tắc ruột cơ năng là không có cái nguy cơ, không có cái nguyên nhân gây tắc ruột. Còn đối với tắc ruột cơ học á, thì các bạn sẽ có cái nguyên nhân gây tắc làm tắc nghẽn một đoạn nào đó của ruột, có thể là do đít, hoặc là đít có thể là do bối dung, do dị vật như thức ăn, hoặc là do tắc nghẽn trong những trường hợp như là do dây chằng, do sóng ruột, hoặc là do thoát vị nghe. Như vậy thì trong những trường hợp mà nghi tắc ruột thì ít quang bụng cần trả lời được những gì này? Ít quang bụng không chuẩn bị thì mình phải trả lời được ba câu hỏi, đó là nhất là trên ít quang bụng thì có thấy có tắc không, đó là thuộc loại tắc ruột cơ năng hay là tắc ruột cơ học, và cái tiếp theo đó là vị trí tắc ở đâu, là ruột non hay ruột già. Đối với cái tắc ruột cơ năng thì như mình nói lúc đầu có nghĩa là không có nguyên nhân gây bít tắc, thì các bạn sẽ thấy là giãn toàn bộ các quai ruột này, rồi các mực nước hơi ngang nhau trên cùng một quai ruột, không còn dao động ruột và không có bít tắc trong lòng ống tiêu hóa. Còn đối với tắc ruột cơ học thì sẽ có nguyên nhân gây bít tắc trong lòng ống tiêu hóa, còn dao động ruột và có giãn các quai ruột trên cái vị trí tắc, cũng như là có dấu hiệu là mực nước hơi chen nhau trên cùng một quai ruột. Có một số sách cùng miêu tả đó là dấu hiệu bậc thang. Thế này thì mình bắt đầu phân biệt nhé. Đây các bạn thấy toàn bộ các quai ruột giãn, chướng hơi. Bên này cũng vậy. Đây là một cái hình cũng của tắc ruột cơ năng. Các bạn thấy toàn bộ các quai ruột giãn, chướng hơi, không có hình ảnh các mực nước hơi. Rồi. Đây là một cái hình, thì đây là tắc ruột cơ năng hay cơ học nhỉ. Thì các bạn có thể thấy đây là các quai ruột non nhé, thì vì nằm ở trung tâm ổ bụng này, cái các nếp niêm mạc thì nằm sát nhau, được chưa? Các bạn thấy các niêm mạc nằm sát nhau. Nếu các bạn dùng thước đo thì đây cũng có cái các niêm mạc nằm sát nhau, được chưa? Rồi các bạn sẽ thấy có hình ảnh mực nước hơi này, ở đây là có trên cùng một quai ruột thì cái hai mực nước hơi này chen nhau đây. Ở đây. Đây. Đây, các bạn thấy rõ chứ? Thì đây là một cái trường hợp của tắc ruột cơ học. Có mực nước hơi chen nhau trên cùng một quai ruột nhé. Rồi, về cái dấu hiệu của tắc ruột, đối với tắc ruột cơ học thì về cái dấu hiệu của tắc ruột trên X quang thì các bạn cần phải nhớ có dấu hiệu là giãn cơ ống tiêu hóa trên chỗ tắc. Như lúc đầu mình nói thì đối với ruột non á, thì trên 3 cm, 6 cm đối với đại tràng và 9 cm đối với manh tràng, thì các bạn cần nhớ quy tắc đó là 3, 6, 9, và sau đó là có cái hình mất hơi dịch ở phần trên chỗ tắc và hình mất hơi ở phần dưới chỗ tắc. Rồi ở đây các bạn có thể phân tích này, mình thấy đây là các quai ruột non đúng không? Vì nhìn cái nếp niêm mạc này nằm rất là sát nhau, rồi băng hết khẩu kính này và nằm ở trung tâm của ổ bụng này. Đây là giãn các quai ruột non nha. Đồng thời mình thấy cái không có cái bóng hơi trực tràng này, không đại tràng còn sẹp này. Rồi, đây là một cái trường hợp là tắc nghẽn ruột non nhé. Tương tự bên cạnh thì các bạn có thể thấy đây cũng là cái có cái hình mực nước hơi. Để mình vẽ cái hình mực nước hơi cho các bạn tưởng tượng nha. Các bạn chắc thấy đây, thì ta đã tưởng tượng nè, đây cái mực nước hơi. Tí nữa sau sẽ có cái hình minh họa dễ nhìn hơn nhé. Rồi cũng có hình mực nước hơi này tập trung tại ổ bụng này. Nếu mà đo, nếu được đo được trên phim thì sẽ thấy cũng có giãn các vai ruột. Rồi, đây là cũng một cái hình ảnh đó là tắc ruột non. Rồi, để phân biệt đó là tắc ruột non hay tắc đại tràng thì các bạn cần nhớ năm đặc điểm, đó là thứ nhất vị trí, thứ hai niêm mạc, thứ ba quai ruột, thứ tư khẩu kính và thứ năm là cái số lượng của cái các mực nước hơi.
rồi thì tác dụng non thì các mực nước hơi sẽ nằm ở trung tâm, trong khi đó tắc đại tràng thì các mực sẽ nước hơi sẽ nằm ở ngoại biên. Còn về nếp niêm mạc thì như lúc nãy mình lúc đầu giờ mình nói nhiều rồi hả. Còn quai ruột thì trong tắc ruột non thì cái mực nước hơi sẽ có cái chiều rộng ấy, lớn hơn chiều cao, hay còn có nhiều sách gọi là đáy đáy rộng vòm thấp. Còn trong tắc đại tràng thì sẽ là đáy đáy hẹp vòm cao và khẩu kính trên 3. Bên đại tràng thì sẽ là giãn trên 6. Và đối với tắc ruột non thì thường là có rất nhiều cái mức mức hơi dịch. Tắc ruột già thì có ít mức hơi dịch hơn. Đây là những của tắc ruột non. Đây, các bạn có thể thấy này. Các hình mực nước hơi nhé, có đáy rộng này, vòm thấp này, tập trung chủ yếu ở trung tâm của bụng này, và các quai ruột và các mực hơi này sẽ xếp theo dấu kiểu dấu bậc thang từ một chỗ phải lên hạ sườn trái. Tuy nhiên thì cũng có một số sách miêu tả đó là cái dấu bậc thang là cái dấu mà như lúc mình nói lúc đầu đó, đó là cái hai cái mực nước hơi không cùng chen nhau trên cùng quai ruột, gặp trong tắc ruột cơ học đó. Rồi, các bạn phân tích thử một cái hình này nhé. Đây là một cái hình tắc ruột non này. Các bạn thấy cái mực nước hơi này có đáy rộng này, vòm thấp này, rồi tập trung ở trung tâm của ổ bụng này. Đối với cái hình này thì các bạn thấy này, các mực nước hơi xếp theo hình bậc thang này, từ dưới lên trên. Bên ngoài này là cái khung đại tràng xẹp nha. Rồi. Thì ngoài cái mực nước hơi thì đối với tắc ruột non ấy, các bạn còn thấy được cái dấu hiệu hay gọi là dấu hiệu chuỗi tràng hạt ấy. Trong những cái trường hợp mà các bạn có thể thấy đây là dấu hiệu chuỗi tràng hạt, có nghĩa là những cái bóng khí ấy, cái hơi nó sẽ xen kẽ len lỏi vào giữa cái nếp niêm mạc ruột non ấy. Đây, tạo ra cái chuỗi như là cái chuỗi dây chuyền sợi cái sâu ngọc trai đó, là chuỗi tràng hạt dây chuyền ngọc trai vậy đó. Các bạn có thể thấy đây các hình mực nước hơi, đó là những cái bóng khí xen kẽ len lỏi giữa vào các nếp niêm mạc ruột. Đây trên ảnh này mình cũng sẽ phân tích này, đây là có hình ảnh mực nước hơi đúng không, mực nước hơi có đáy rộng này, vòm thấp này, tập trung ở vùng trung tâm của bụng này, có đến 1, 2, 3, 4 cái mực nước hơi. Còn bên ngoài này á là các bạn có thể thấy đây là cái hình ảnh chuỗi tràng hạt gặp trong trong cái cái len lõi vào giữa các nếp niêm mạc tạo ra cái hình ảnh chuỗi tràng hạt, cũng tương tự bên này. Đó là nãy là những cái hình ảnh về tắc ruột non. Tiếp theo đối với tắc ruột già thì các bạn có thể thấy thì cái mực nước hơi sẽ có cái đáy hẹp hơn, là vòm cao, đáy hẹp vòm cao và tập trung ở cái ngoại vi của bụng, ngược lại so với lại ruột non là tập trung ở trung tâm. Và nhìn thì các ngấn đại tràng, các nếp niêm mạc của đại tràng ngấn ốt tra này á, thì nó sẽ nằm thưa hơn. Rồi, đây là cái hình ảnh điện cũng nghiện khá điển hình của tắc ruột già nha. Các bạn đầu tiên các bạn sẽ thấy thì để phân biệt ruột non ruột già thì các bạn biết rồi đúng không, thì dựa vào đây các nếp niêm mạc này nằm thưa nhau này và băng không hết khẩu kính của lòng ruột này. Đây là xong rồi, đây các bạn có thể thấy đây có một hình nước hơi này, đáy hẹp này, vòm cao này, bên cạnh cũng tương tự đáy hẹp vòm cao, hình ảnh điển hình của tắc ruột già. Tương tự bên đây cũng vậy, một nước hơi đáy hẹp vòm cao này. Rồi, đó là hai cái bệnh lý mình rất thường gặp, đó là tắc ruột và thủng thận rỗng. Thì ngoài ra trong cái một bệnh lý khác này thì mình chỉ giới thiệu các bạn cái hình ảnh đặc trưng để các bạn có thể nhận biết được trên phim X quang thôi, mình không đi sâu vào. Rồi, đây là một cái hình ảnh xoắn của manh tràng. Các bạn có thể thấy thì manh tràng có thể là giãn lớn và di động tạo ra cái hình xoắn.
Trên X quang thì điển hình đó là một cái hình gọi là hình hạt cà phê. Hình hạt cà phê. Bạn thấy rõ nhé. Rồi, hình thứ hai đó là hình đây cũng là một cái hình xoắn minh tràng, xoắn đại tràng sigma, có cái hình, xin lỗi, xoắn đại tràng sigma có hình hạt cà phê đây. Các bạn thấy nè, đây minh tràng vẫn còn lắm tấm phân này, cá qua ruột già giãn nè, đây là hình ảnh xoắn của đại tràng sigma này, bên dưới là không có còn hơi, phía dưới chỗ tắc này. Rồi tiếp theo là cái hình ảnh xoắn manh tràng thì các bạn có thể thấy đây manh tràng thì có biểu hiện là cái hình kiểu như là dốc phẩy ấy. Một số tài liệu nói thì đó là một cái hình bào thai có một quai trục giãn lớn. Như vậy thì các bạn có thể phân biệt thì đối với xoắn manh tràng thì các bạn sẽ không thấy được cái hơi ở cái quai trục, các quai trục hạ lưu nữa, đây không còn thấy được đây. Nếu mà xoắn ở đây thì mình sẽ không còn thấy được hơi ở các cái đoạn trục dưới nữa nhé. Đây, ở đây mình chỉ thấy được một cái bóng hơi khá là to dạng hình dấu phẩy như hình bào thai, còn lại mình không thấy hơi của các quai đại tràng. Còn trong cái xoắn đại tràng sigma thì các bạn có thể thấy đây, đây cái quai đại tràng sigma dạng lớn xoắn lại thì các bạn có thể thấy này vẫn còn hơi ở bên đây, hơi ở bên tràng này, các quai ruột chỉ có không có hơi ở dưới cái bóng hơi dưới trực tràng thôi. Rồi, đây là cũng một cái hình ảnh đó là xoắn manh tràng nhé. Rồi, cũng một cái hình ảnh là dấu phẩy hay gọi là hình bào thai ấy. Rồi, một cái hình ảnh khác thì đây là mình cái hình mình zoom lớn ra nhé. Trong cái phiếu ổ bụng thì các bạn cũng có thể đánh giá các quai ruột là ở những cái vị trí bất thường, ví dụ như đây các bạn thấy có một cái bóng hơi nằm ở dưới vùng bẹn bên phải nhé. Đây là hình ảnh gặp trong thoát vị bẹn đó. Đây là tương tự, các bạn tưởng tượng cả một cái đường kẻ, đây là cái dây chằng bẹn nhé, thì từ da chậu trĩ bên phải qua đến cái thấp mô nhé, cái dây chằng bẹn. Đây có hình ảnh của cái bóng hơi, đây cái bóng hơi này ở ngoài ổ bụng nhé. Đây là trường hợp gặp trong cái thoát vị bẹn. Rồi thì đối với cái phần X quang bụng không chuẩn bị này, mình sẽ có một cái số tổng kết như sau. Thì X quang bụng không chuẩn bị thì ngày nay vẫn có giá trị trong chẩn đoán các bệnh lý ngoại khoa. Đặc biệt thì các bạn phải lưu ý các tư thế chụp, đó là tư thế đứng thì sẽ cho được khảo sát được cái hình ảnh như là mức hơi dịch hoặc là liềm hơi dưới cơ hoành, tư thế nằm nghiêng trái cũng như vậy là mức hơi dịch và hơi tự do trong ổ bụng. Trong các tư thế nằm thì trong những trường hợp mà tràn khí ổ bụng lượng nhiều thì các bạn sẽ thấy hơi tự do thông qua các dấu hiệu như dấu hiệu Rickler, dấu dây chằng liềm, dấu tam giác, dấu dây chằng men rốn hoặc là dấu hiệu quả bóng. Và tiếp theo thì các bạn phải lưu ý là các bạn phân tích viêm bụng thêm một cái trình tự, đó là các chữ viết tắt của ABDOX để tránh bỏ sót tổn thương. Rồi A là trong, A là đánh giá hơi thì có hơi tự do ở trong, hơi ngoài ruột không, là hơi tự do trong ổ bụng á. Rồi mức hơi dịch, đánh giá chữ B thì đánh giá, các bạn đánh giá quai ruột, đó là các bạn đánh giá tình trạng của các quai ruột có giãn không, có xoắn không. Chữ D thì các bạn đánh giá là các vô hóa bất thường. Chữ O là các bạn đánh giá các tạng đặc cũng như là các dấu hiệu là xóa mờ đường mỡ. Và chữ X là đánh giá các dị vật cản quang. Rồi, ngoài ra các bạn còn nhớ được ngay cái cách phân biệt của tắc ruột cơ năng và tắc ruột cơ học và tắc ruột non và tắc ruột già. Thì các bạn cần lưu ý những cái bảng đó thì sau này có gì kiểm tra thì mình sẽ hỏi. Trước khi cái kết thúc bài học thì mình có một cái phim. Rồi các bạn ai có thể phân tích cho mình một cái phim này một cách tổng chi tiết xem thử nào. Nhưng có bạn nào tự tự xung phong hay là mình phải gọi tên? Có ai có thể phân tích cái phim này không nhỉ?
Mình thấy có 108 bạn. Hay mình gọi tên nhé. Hôm mời bạn lớp học tập lớp Y18B đi, YK18B phân tích cái hình phim này cho mình với. Mỹ Nhật Linh đúng không em? Đúng rồi. Này cho mình với. À, anh cho cô là tiếng Anh anh có dấu hiệu của tuổi Hà. Rồi tiếng Anh tác vượt là mình đại hệ phong cáo. Rồi sao nữa? Vị trí đó ở vị trí đó ở dưới dưới bóng bên trái. Khoai đồ tràn con dùng được như mạc khi tạp nhau. Rồi em nói tiếp đi. Như vậy thì em chẩn đoán cái phim này là gì? Cái dấu hiệu gợi ý đến cái chẩn đoán gì? Anh người ta tác dụng nón. Tác ruột non, tác ruột cơ năng hay tác ruột cơ học? Tác ruột cơ năng hay tác ruột cơ học? Cơ năng. Tác ruột cơ năng thì có mực nước hơi không? Bạn chưa tập bài rồi. Các bạn nào đang trò chuyện đây ạ? Lê Đặng Hoàng Thắng là cơ học. Bạn Lê Đặng Hoàng Thắng có thể phân tích cái phim này cho các bạn không? Bạn Lê Đặng Hoàng Thắng này có thấy trả lời là tác ruột cơ học này. Dạ, cô thì hiện tại em thấy trên hình đó là có dấu hiệu bậc thang là các mực hơi nước chen nhau trên quai ruột, và có thấy mực hơi nước có vòm rộng mà thấp, Đáy rộng vòng thấp. đáy rộng vòm thấp. Ngoài ra em còn thấy được một ít chuỗi tràng hạt, dấu hiệu chuỗi tràng hạt ở bên phải, bụng phải, bên bên hông Rồi. phải. Rồi. Dựa vào những dấu hiệu đó thì em chẩn đoán là bị tắc ruột cơ học ruột non. Đúng rồi. Rồi các bạn không biết là các bạn lúc đầu là bạn lớp phó rồi, vậy thì các bạn đã nhớ lại những cái dấu hiệu chưa, này mình sẽ quay lại nhắc lại cho các bạn nhé. Trước tiên thì đợi mình tí, các bạn thấy cái bài giảng của mình có dễ hiểu không? Tại vì sau cái hình này thì thấy một bạn phân tích cũng chưa 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 đúng lắm, nên mình muốn hỏi lại á. Các bạn mở loa lên trả lời đi. Các bạn nếu mà các bạn chỗ nào thấy mình giảng nhanh quá thì mình sẽ đi lại để cho các bạn dễ hiểu hơn nhé. Đâu rồi các bạn trả lời đi, các bạn thấy bài giảng có dễ hiểu không, hay là có chỗ nào thắc mắc? Rồi có một bạn mình thấy có câu hỏi rồi. Thường thường thì mình sẽ dạy lý thuyết xong và sau đó có bạn nào có câu hỏi thì câu hỏi ở đây, còn nếu các bạn chưa có câu hỏi mà muốn đọc bài kỹ hơn thì các bạn có thể ghi lại, và trong cái buổi thực hành mình sẽ có phân tích một số phim và các bạn có thể đặt câu hỏi để mình giải thích cho các bạn rõ hơn. Còn nếu ở đây mà các bạn chưa thuộc bài hoặc là các bạn có thể muốn xin slide về nghiên cứu thì các bạn cứ nhắn mình sẽ gửi cái slide để cho các bạn nghiên cứu kỹ hơn. Và sau đó có những gì thắc mắc thì các bạn có thể hỏi mình vào cái buổi thực hành để mình nhắc lại kiến thức cho các bạn nhé. Rồi có bạn hỏi là vì sao
Vì sao trong tắc ruột cơ học thì lại xuất hiện nhiều mực nước hơi? Thì như mình đã nói rồi, đây để mình đi lại cái slide. Các bạn đợi mình tí. Rồi, trong tắc ruột cơ học lại có nhiều mực nước hơi. Thứ nhất là vì tắc ruột cơ học là có nguyên nhân gây bít tắc. Chính cái nguyên nhân gây bít tắc này lâu ngày sẽ dẫn đến cái tình trạng mà ứ đọng dịch và hơi ở trong lòng ống tiêu hóa. Chính vì vậy là sẽ sinh ra cái mực nước hơi. Các bạn hiểu không? Là cái phần dịch đọng ở dưới, cái phần hơi ở bên trên. Còn trong tắc ruột cơ năng á, thường á, là không có mực nước hơi hoặc là các mực nước hơi ngang nhau trên vùng quai ruột, là tại vì là các quai ruột không có cái yếu tố gây tắc, có nghĩa là không có cái dị vật gây tắc lòng ống tiêu hóa. Thường đó là chỉ thấy giãn toàn toàn bộ các quai ruột. Cái tên liên tưởng như cái hồi xưa mình có học cái gọi là giải thích để cho dễ hiểu là cái bình thông nhau á, hoặc là cái chữ U mà các bạn có thể đổ nước vào. Nếu mà có sự tắc nghẽn một bên á thì sẽ có sự chen, chính vì chen giữa hai cái mực nước á, thì ở đó đó có sự tắc nghẽn thì mình sẽ thấy được cái dấu hiệu đó là cái mực nước hơi chen nhau trên cùng một quai ruột. Còn bên tắc ruột cơ năng á, là không có yếu tố tắc nghẽn, thì khi các bạn đổ nước vào thì cái áp suất như nhau, thì nó cái mực nước hơi nó sẽ bằng cùng nhau trên một cái mặt chữ U ấy. Rồi, cái này hôm nào học thực hành thì mình sẽ vẽ hình cho các bạn dễ. Còn trong tắc ruột cơ học thì có cái mực nước hơi, là tại vì trong những trường hợp tắc ruột cơ học thì có yếu tố gây tắc, gây ứ động dịch và hơi trong lòng. Chính vì vậy thì sẽ tạo ra nhiều cái mực nước hơi. Đây 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 đừng một cái trường hợp tắc ruột cơ năng nhé, tại vì không có cái yếu tố gây tắc thì mình chỉ thấy thường tắc ruột cơ năng hay gọi là liệt ruột đấy, mình hay gặp sau mổ. Còn tắc ruột cơ học thì các bạn phải tưởng tượng là phải có một cái yếu tố gây tắc thì sẽ tắc một thời gian thì sẽ có việc ứ động dịch và hơi trong lòng ống tiêu hóa, chính vì vậy là tạo ra cái hình ảnh mực nước hơi. Đó là cái cách lý giải để vì sao lại có hình ảnh mực nước hơi. Còn vì sao mà mực nước hơi chen nhau trên cùng một quai, cái mực nước hơi chen nhau hoặc là mực hơi trên cùng một quai ruột, thì đó là do cái có yếu tố cái tắc nghẽn thì sẽ có cái hình ảnh là mực nước hơi. Đây là hình ảnh mực nước hơi chen nhau nhé. Bạn sẽ đây, đây cái mục mục này, đây là cái hai mực nước hơi chen nhau trên cùng một quai ruột vì có cái yếu tố tắc nghẽn. Các bạn cứ tưởng tượng như cái một cái bình thông nhau vậy, nếu mà hắn có một tắc một chỗ thì khi các bạn đổ nước vào thì hai cảm xúc sẽ chen lệch nhau tạo ra hai mực hai cái mực nước hơi nó chen nhau như thế này. Còn nếu mà một cái bình thông nhau trong không có tắc nghẽn chỗ nào thì các bạn cứ đổ nước vào thì hai cái mực nước thì vẫn ngang bằng nhau tại vì cùng áp suất. Vậy thì đối với trong những cái trường hợp mà tắc ruột cơ năng thì mình có thể thấy được cái hình ảnh là mực nước hơi bằng nhau cùng nhau trên cùng một ruột. Trong cái bài thực hành sẽ có cái hình ảnh như vậy để sau này các bạn cho dễ hình dung. Rồi, mình nhắc lại hồi nãy có cái hình đấy thì cái hình sau cùng cuối bài thì cũng khá là đặc trưng, nhưng mà các bạn cũng có cái bạn thì vẫn chưa 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 trả lời đúng ấy. Thì các bạn nhớ thì cái mực nước hơi chủ yếu đây này, trong tắc ruột non thì các bạn nhớ là các bạn hay đọc cái câu giống như là câu thần chú vậy ấy. Đó là cái tắc ruột non ấy, thì cái mực nước hơi sẽ có đáy rộng. Đáy rộng, vòm thấp. Đây, các bạn nhớ này, đáy rộng này, vòm thấp. Còn trong cái tắc ruột già thì các bạn phải nhớ đây, đây là mình để mình vẽ cái đáy rộng cái vòm ra cho các bạn dễ hình dung nhé. Đây, các bạn cứ tưởng tượng đây. Đây, kẻ một đường ra đây nha. À, đáy rộng cái vòm thấp này.
cũng tương tự cái mực nước đây này cũng vậy đấy, rộng vòm thấp được chưa? Rồi ngược lại thì trong tắc đại tràng thì cái mực nước hơi sẽ có đáy hẹp và vòm cao. Rồi, các bạn có thể lấy cái slide này về để các bạn đọc lại để cho nhớ bài, và các bạn nào có cái câu hỏi thắc mắc thì cái buổi thực hành ấy để phân tích các hình ảnh thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Không biết là cái bài giảng của mình các bạn có dễ hiểu không nhỉ? Các bạn trả lời cho mình với bài giảng của mình các bạn có dễ hiểu không? Không biết là học kiểu vậy các bạn có mở máy xong các bạn đi không, tại vì mình cũng không nghe nói gì cả nơi, không có sự tương tác. Đây là cũng là một cái nhược điểm của cái dạy online đây, giống như là mình nãy giờ mình đọc thoại một mình vậy á. Rồi thấy có một bạn xin địa chỉ mail của lớp rồi, mình để sẽ có IK18B xin cái bài giảng thì mình để sẽ gửi cho các bạn tham khảo nhé. Các bạn về nhớ đọc lại, để mình chỉ cần nắm một cái số ý chính thôi, đó là các bạn phải biết được cái phân biệt trong hai cái bệnh lý hay gặp thôi, đó là cái bệnh khi đi lâm sàng năm 4 thì các bạn sẽ gặp hai cái bệnh lý này. Các bạn còn phải biết được đó là có cái thủng tạng rỗng hay không, hoặc là có tắc ruột hay không. Tắc ruột thì có tắc ruột non, tắc là cơ năng hay là tắc cơ học, và tắc ruột non hay tắc ruột già. Như vậy thì nếu mà nắm được như vậy thì cũng là đủ để đối với một cái chương trình chẩn đoán ảnh nhìn cho bác sĩ đa khoa rồi, các bạn không cần học sâu đâu. Rồi cô thấy mail của lớp 18A rồi. Mình dạy thì có dễ hiểu không? Các bạn có thể trả lời trong cái phần chat cho mình nghe với, hoặc là nếu mà nhanh quá hoặc là chậm quá thì các bạn cũng phản hồi vào đây để lần sau có sự tương tác thì cái việc dạy và học sẽ tốt hơn. À, dạ hiểu nhưng cô nói hơi nhanh. Rồi để lần sau thì mình sẽ nói chậm. Thực ra các bạn biết không, dạy cái phần mềm này này mình ngồi mình nói nên mình cũng không biết là mình nói nhanh hay nói chậm nữa. Còn nếu trên lớp thì có sự tương tác giữa mình và các bạn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Hy vọng cũng mau hết dịch để mình đi học trực tiếp, chứ mình cũng thích dạy online kiểu vậy, đã dạy hình ảnh rồi còn dạy online kiểu ngồi phân tích một mình đấy. Rồi rồi thì tóm lại thì nếu mà có cái gì thắc mắc thì các bạn sẽ list ra nha. Mà trước khi list thì các bạn phải đọc lại kỹ cái bài giảng của mình, sau đó các bạn list ra. Và trong cái phần thực hành á, mình sẽ phân tích cái phim kỹ hơn và giải thích các cái câu hỏi của các bạn. Rồi nếu không có câu hỏi gì nữa thì mình kết thúc bài ở đây. Và tuần sau thì các bạn sẽ học hai bài, đó là cái bài X quang của ống tiêu hóa có cảm quang và siêu âm trong hệ tiêu hóa. Thì hai cái bài đó các bạn sẽ học trong vòng hơn 2 tiếng đấy, là sẽ kết thúc cái phần lý thuyết của chẩn đoán ảnh hệ tiêu hóa. Còn phần thực hành thì mình chưa biết cái lịch sắp xếp như thế nào, mình sẽ thông báo lại sau. Được, phần đào tạo mình sẽ thông báo lại sau. Rồi có ai còn gì nữa không? Nếu không có gì thì mình kết thúc bài giảng ở đây. Mình sẽ gửi để mình ghi lại cái mail và gửi cho lớp.